ngày 25 tháng 2, Ủy ban nhân dân xã Phú Cường tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập đổi tên hai xóm, xóm Vìn và xóm Bái thành xóm Vìn Bái. Thực hiện quyết định số 1084, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về ban hành đề án thí điểm sáp nhập kiện toàn xóm tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình. Xã Phú Cường đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và đạt được kết quả ngoài mong đợi. Là xã phụ thượng, dân số đông với 7.456 người, địa hình rộng, phức tạp, được chia thành 19 xóm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đề án, xã đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu được mục đích, lợi ích việc sáp nhập kiện toàn thôn xóm. Do đó, đã cơ bản tạo được sự đồng thuận nhất trí cao của cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã trong việc thông qua phương án sáp nhập, đặt tên, đổi tên xóm ở các xóm trên địa bàn. Theo kế hoạch, xã Phú Cường sẽ tiến hành sáp nhập, giảm từ 19 xóm xuống còn 11 xóm. Đến nay, xã đã tiến hành sáp nhập 14 xóm thành 7 xóm, giảm tổng số xóm từ 19 xóm xuống còn 12 xóm. Đối với xóm Vìn và xóm Bái, thực hiện chủ trương sáp nhập, nhân dân đã thể hiện sự đồng tình nhất trí cao. Mình tuyên truyền những cái chủ trương chính sách về cái lợi ích của sáp nhập xóm, thế thì bà con vẫn hưởng ứng. Cho đến ngày hôm nay thì bà con vẫn hưởng ứng, vẫn cho đến buổi ngày hôm nay là có cái buổi hội nghị lễ công bố ấy, thì bà con vẫn hưởng ứng và đi đầy đủ. Cái mối đoàn kết thì tôi thấy là cũng không có đến lo, nhưng còn đoàn kết ấy, thì đây là một chỗ phong tục tập quán thì nó cũng đã quen rồi, nhưng mà tôi thấy là hiện nay là cái khó khăn, cái thứ nhất là hiện nay là cái đường giao thông, vậy là mà hai cái đường chính này, tức là bây giờ cái đường xóm Bái cũng đã tương đối ổn định rồi, cái đường xóm Biển rồi, nhưng mà bây giờ là cái khu văn hóa, khu dân cư trước đây là bây giờ cho chúng tôi có hai nhà văn hóa, nhưng mà muốn một cái nhà văn hóa bây giờ là cũng phải nó phải chữa, cái lượng chữa là nó phải ít nhất phải được 400 người, thì như thế là cũng rất là khó khăn. Cái khó khăn nữa là bây giờ là giữa các ngành, ví dụ như là nghĩa hội cao tuổi bây giờ là trong khi là đông nhất, là cả hai xóm nó cũng đã khoảng 150 người rồi. Thế rồi là các cái đoàn thể nữa. Thế nếu mà sau này có cái, nếu mà một chi hội trưởng thì không thể làm được. Với cả chắc là phải có cái chi hội phó, nhưng mà cũng phải trong đấy thì cái chế độ của các chi hội, các ngành nó không có gì. Trước đây là bây giờ có một năm thì có hơn 1 triệu bạc, thì như thế là gọi là cái tiền nước thuốc thôi thì cũng rất phức tạp. Cho nên là cũng phải kiến nghị như thế là sau này có gì các cái chi hội nó phải có cái chế độ như thế nào có thể mới giúp được cái trưởng thôn được. Sau khi sáp nhập, xóm Vìn Bái có tổng số 178 hộ và 855 nhân khẩu, địa bàn rộng và dân cư đông hơn trước. Nhưng với quyết tâm và sự đồng thuận cao, cán bộ nhân dân hai xóm sẽ đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt lên khó khăn xây dựng xóm phát triển vững mạnh. Xác định sáp nhập xóm là một trong những nội dung nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm số lượng xóm và người hoạt động không chuyên trách, phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả, huy động nguồn lực từ khu dân cư. Trong thời gian tới, Phú Cường sẽ tiếp tục chú trọng triển khai việc sáp nhập xóm còn lại nhằm thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch sáp nhập xóm trên địa bàn xã. Trong cái thời gian là hơn 20 năm, nhưng mà luôn luôn là lúc nào